Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy lạnh của nhà Panasonic có mã sản phẩm là CUCS-U12XKH8. Với thiết kế hiện đại sang trọng mang màu trắng ngọc trai kết hợp với những đường viền được mạ chrome ánh bạc tạo nên những điểm nhấn tinh tế cho sản phẩm. Thuộc dòng điều hòa một chiều lạnh với công suất 12.000 BTU, chiếc điều hòa Panasonic này thích hợp với những không gian có diện tích từ 15 đến dưới 20m2 như phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng làm việc nhỏ. Được trang bị công nghệ máy nén inverter tiên tiến giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn so với máy điều hòa thông thường khác. Hơn nữa, nó còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định, mang lại sự thoải mái cho người dùng. Nhờ cánh đảo gió Aerowind được điều khiển bởi hai động cơ độc lập giúp hướng luồng không khí tập trung làm mát phòng hiệu quả. Khi đó, hai cánh đảo gió có thể hướng luồng khí lạnh lên cao về phía trần nhà. Không khí sẽ được lan tỏa khắp phòng một cách đồng đều và dễ chịu. Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ E-AutoX sẽ vận hành công suất tối đa khi bắt đầu kích hoạt, làm lạnh nhanh hơn đến 35% so với thông thường. Sau khi đạt được mức nhiệt độ mà người dùng cài đặt thì máy sẽ về lại hoạt động bình thường. Mục đích của chế độ này giúp cho người dùng có được cảm giác dễ chịu, thoải mái, đặc biệt vừa tiết kiệm điện, tăng cường tuổi thọ cho máy. Bạn sẽ luôn được tận hưởng những luồng khí trong lành, sạch sẽ và thoáng mát nhất nhờ công nghệ lọc không khí tân tiến Nano G, có chức năng giải phóng các ion giúp bắt giữ các hạt lơ lửng trong không khí, loại bỏ bụi bẩn trong không khí và đồng thời vô hiệu hóa các phân tử bám dính trên đồ vật cũng như vô hiệu hóa vi khuẩn và virus bám tại màng lọc. Máy điều hòa Panasonic sử dụng khí ga R32, người dùng sở hữu được nhiều lợi ích như sử dụng an toàn, giúp bảo vệ môi trường, chống được sự gia tăng nhiệt dẫn đến hiệu ứng nhà kính, đặc biệt tiết kiệm điện năng vượt trội và dễ thích ứng cũng như dễ dàng trong việc sạc ga. Sản phẩm hiện được bảo hành chính hãng 12 tháng và một đổi một trong vòng 30 ngày nếu phát sinh lỗi về kỹ thuật. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và đặt hàng nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.